Chọn vợt là khâu rất quan trọng trong luyện tập và thi đấu môn cầu lông. Để có thể luyện tập và thi đấu tốt môn cầu lông, đòi hỏi người chơi phải chọn được cây vợt phù hợp với mình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại vợt khác nhau, trong đó có vợt của hãng ProAce đang được người chơi ưa chuộng. Đối với người mới chơi, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em nên sử dụng nhãn hiệu ProAce P950, P800, P510. Nhãn hiệu ProAce ABS 1000 thường được các vận động viên chuyên nghiệp sử dụng. Thưa các bạn, yêu cầu đầu tiên để thực hiện kỹ thuật đánh cầu phải thấp tay đối với người tập cầu lông, trước hết chúng ta phải có tư thế chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị trong cầu lông rất quan trọng, vì sau mỗi quả đánh chúng ta phải nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị để thực hiện tiếp những cái đường cầu tiếp theo. Đấy là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai, đối với người tập khi thực hiện kỹ thuật đánh cầu phải trái thấp tay là cách cầm vợt. Cách cầm vợt trong cầu lông nó rất quan trọng, vì nếu như chúng ta có cách cầm vợt đúng thì chúng ta sẽ sử dụng các tình huống kỹ thuật một cách linh hoạt và dễ dàng. Một cái điều quan trọng nữa, và cái yêu cầu này đối với người tập